Hai kênh đam mê câu cá xin chào các bạn nha. Mình là Tý, mình là thành viên mới trong kênh đam mê câu cá nha các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đi câu nha các bạn. Hôm nay câu hồ sông vui các bạn ơi. Hôm nay mình câu cá mè vẫn bài mồi cũ nha các bạn. Là mồi khoai lang ủ chua. Rồi mình mới giăng được 4 cần nha các bạn. Mình mới đánh xuống 4 cần. Ok các bạn, chừng nào có cá mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ok nha. Lên con đầu tiên nha các bạn. Nay đưa cho thằng em nó thế nó quay lên các bạn ơi. Chứ đi một mình nó cũng khó khăn lắm. Bự không? Thấy nặng không? Hả? Chắc nhỏ rồi. Chắc cá này nhỏ rồi. Đó, cũng bự chứ không nhỏ đâu nha. Nó kéo chạy kiểu đó mà sao nhỏ được. Rồi cá vô các bạn. Vô gần tới rồi. Ừ, lên là dở lên bờ luôn nha. Con này chắc cũng bự nha các bạn. Cá ở đây thì tầm ký ký hơn ký thôi các bạn ơi, nó không có to đâu. Rồi dở lên bờ luôn. Dở lên luôn. Đây, con đầu tiên nha các bạn. Đi từ lúc hơn 5 giờ chiều các bạn ơi. Giờ được con đầu tiên nha các bạn. Nè cầm gỡ luôn. Đây, là con đầu tiên đó các bạn. Nay là thấy nó cũng bự bự rồi các bạn ơi. Nay tầm cỡ ký rồi đó. Đợt rồi câu có mấy lạng thấy cũng phát chán à. Chiều tính đi núi Le mà trễ quá các bạn ơi. Rồi ok. Cá đầu tiên các bạn. Ok, nếu có cá mình sẽ quay tiếp các bạn xem nha. Ngồi nãy giờ chờ nãy giờ mới lên được con thứ hai các bạn ơi. Nặng không? Cá mè này câu dính đừng có đóng, kệ nó dở nhẹ lên thu vô à. Rồi câu từ lúc 5 giờ rưỡi tới giờ là giờ gần 8 giờ mới được hai con các bạn. Nãy giờ cứ ngồi nó hoài trông lên cho con nữa cho nó hai anh em được hai thằng hai con. Lên thiệt khỏi xả đâu, kệ nó, lên đi. Hồ này nói chung cá nó không được to đâu, xả chi. Bự bự quá vô trong bờ ấy, cho nó nổi vô bờ xong rồi hạ miệng ra móc mang nó. Móc mang trong mang ngoài nó đi đừng dở 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 nó sảy á. Con này hơi bự các bạn. Thấy cũng hơi nặng nặng nãy giờ chưa lên phao nữa. Ý cha nó chạy lạng qua tới bên kia luôn hả? Rồi, nó lại qua tới bên đây luôn rồi. Rồi, đợi cây luôn. Rồi. Kìa cái chân nó dướng cái đọt nhợ bên kia. Dướng rồi, dướng nhợ ơi. Đợi là, dướng nhợ ơi. Nhờ, vô cho nó vô móc mang đó, dở nhẹ lên móc mang đó. Cái nhẹ, từ thôi. Đi sát vô bờ luôn. Rồi vô cho nó ấy cái màng ra, móc cái màng lên. Mang trong mang ngoài á. Rồi, ok. Hàng thứ hai các bạn. Rồi gỡ lưỡi luôn đi. Nãy giờ trông lên đường con nó về sớm mai đi làm các bạn ơi. Mình làm nói chung sớm lắm. 4 giờ 3 giờ mấy 4 giờ là phải về làm rồi. Chiều rảnh rảnh nè đi một chút rồi kiếm một hai con cá quay clip lên gửi cho các bạn xem thôi. Rồi ok. Ok nha các bạn. Nếu có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Ở đây là thành quả của ngày hôm nay nha các bạn. Thành quả của bài mồi ngũ cốc bài mồi khoai lang ủ chua các bạn. Được hai em. Từ lúc 5 giờ rưỡi chiều giờ chắc cũng hơn 8 giờ các bạn. Được hai con. Ok nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một share và đăng ký kênh và cho nhiều người xem để ủng hộ đăng ký kênh các bạn. Ok, chào các bạn nha.